Cao Nguyên Bình, anh đã giết Bảo Chiên rồi sao? Ta còn phải biết nói làm sao khi em vừa cúi đầu cuốn bay kiên. Dẫu ân tình chưa có nặng bằng non thì nở núi sông lại thầm sâu như biển rộng trong đây. Trước mình cạnh đến đâu này sớm mà để qua đau bằng chúng ta đành phải chọn con đường cao hơn mình. Buồn bã rồi một chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đơn trần. Tôi đã ra đi là chắc phần cho một cuộc sống bên trời cô độc như loài hạnh phúc có tiếc thương
cùng tình ra biệt mong mê nào rồi cũng tàn cuộc giữa đêm chung thì thôi chung ba ba đi đường tôi bước chân gốc quan hà rồi một sáng mùa thu tôi sẽ dừng chân bên kiềm đồi có là để lắng nghe chim chiên rộn rát yêu sầu đó là lúc mà ta bình yên trong cuộc sống bên chồng già con xin còn tôi nhớ cuộc mà đời tâm định hương mùi sân hồ dù là bắt bước chân quen. Cảm ơn sư phụ Nam Quang.